Chào các bạn, hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau một chút về hiện tượng nhiệt hóa nguyên âm. Tại sao tôi nói là nói chuyện? Bởi vì sao? Là cái vấn đề nhiệt hóa nguyên âm là cái vấn đề mà những người mà nói tiếng Nga mà không được học chuyên sâu về tiếng Nga thì không biết đến cái vấn đề đó, mà chỉ là nghe nói thôi. Nhưng mà nghe nói thì nó có rất nhiều những cái cách nói khác nhau của mỗi người. Cho nên là hôm nay tôi làm cái bài học này để cùng các bạn là tham khảo về cái hiện tượng nhiệt hóa nguyên âm trong tiếng Nga. Tại sao hôm nay tôi làm bài học về vấn đề này? Bởi vì trong những ngày gần đây thì có một số bạn xôn xao về cái cách dạy phát âm của thầy cô giáo trên một cái kênh khác. Trên thực tế thì tôi cũng có cái ý kiến như thế này, là các thầy cô giáo là những người được học ví dụ như là những người học về qua đại học. Sau đó có những người học ở những cái chuẩn nâng cao hơn, có thể là ví dụ như là những cô giáo mà thầy cô giáo được học mà hiện nay đang học thạc sĩ về ngôn ngữ, thì đó là những người mà có kiến thức rất là tốt, và họ được học một cách chuyên sâu theo cái chuẩn mà của người Nga dạy. Vì vậy thì cái việc mà người ta nói sai là rất là ít, có thể nói là hầu như là rất ít, bởi vì trước khi người ta muốn dạy một cái vấn đề gì đó thì người ta thường nghiên cứu rất kỹ về cái vấn đề đó, sau đó thì người ta mới dạy. Thế cho nên là các bạn cũng nên lưu ý là trước hết là chúng ta cần phải tin tưởng các thầy cô giáo dạy là chuẩn rồi, đúng không ạ? Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu để chúng ta có một sự tự tin hơn trong cái cách phát âm. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần 1 là nguyên âm ô. Nguyên âm ô chúng ta sẽ lấy một cái từ rất phổ biến, đó là từ хорошо. Cái từ хорошо này thì theo cái lý thuyết cách phát âm thì ở trong cái từ này nó sẽ có ba vị trí. Chúng ta xem cái vị trí thứ nhất, đó là vị trí nguyên âm ô đứng dưới trọng âm, thì lẽ dĩ nhiên là nó được phát âm như là chữ ô. Vị trí thứ hai là chúng ta nói là vị trí ngay trước trọng âm. Đây là vị trí ngay trước trọng âm. Thì nó sẽ được phát âm như là chữ âm A. Nó được phát âm như là âm A. Vị trí thứ ba, tức là vị trí cách xa hơn trọng âm. Vị trí thứ ba này nó có hai chỗ. Có thể chúng ta nói là hai âm tiết hoặc là ba âm tiết đứng trước cái âm tiết ngay trước trọng âm này. Ở vị trí này thì nguyên âm ô được phát âm thành ơ. Đó. Cho nên là tất cả chúng ta đều hay nói là khơ ra sổ, khơ ra sổ. Chúng ta nên lưu ý là các bạn người Việt Nam chúng ta khi ra sang Nga hoặc là những cái nước Cộng hòa mà có nói tiếng Nga, các bạn học gọi là học truyền tai thôi, tức là nghe người ta nói thôi, xong rồi sau đó thì chúng ta nói lại. Nhưng mà các bạn cũng nên lưu ý là ở cái tuổi của các bạn là tuổi lớn tuổi rồi. Có những người ví dụ như là thông thường là có thể là 25, 27, 30 thì cái tai nghe của chúng ta ấy là nó đã bị hạn chế rất nhiều về những cái cung bậc của âm thanh. Những em bé khi nó mới sinh ra ấy thì nó nghe được nhiều âm thanh hơn là người lớn tuổi ở cái tuổi trưởng thành 25, 30, 35. Và những người ở cái tuổi trưởng thành 25, 30, 35 ấy thì lại nghe được nhiều cung bậc hơn là những cái người ở tuổi 45, 50. Đấy, chúng ta nên hiểu là như vậy. Cho nên là khi mà các bạn nghe truyền tai thì có thể là các bạn nghe nói thế thôi, thế nhưng mà trên thực tế thì các bạn không nghe được hết. Trước hết là phải xác nhận với nhau là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nói khơ ra sổ. Trên thực tế có rất nhiều bạn nói kha ra sổ, để là a ổ, đúng không ạ? Thế nhưng mà trên thực tế người ta phát âm là khơ ra sổ. Thì ở đây cái hiện tượng người ta gọi là hiện tượng nhiệt hóa, có nghĩa là gì ạ? Nếu âm ô này người ta nói hai lần, tức là này kéo kéo dài gấp hai lần, thì cái âm A đứng đằng trước này và cái âm Ơ đứng đằng trước này chỉ bằng 1/2 của cái âm ô đứng dưới trọng âm thôi. Đó, có nghĩa là gì? Nó bị nhiệt hóa đi. Như vậy khi nó bị nhiệt hóa đi thì âm ô nó sẽ chuyển thành gần sang là âm Ơ. Thế tại sao ở đây chúng ta nói âm Ơ? Âm Ơ. Chúng ta viết như này bởi vì sao? Chỉ có người Việt Nam của chúng ta mới có âm Ơ này thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà người Nga thì người ta làm gì có âm Ơ này, đúng không ạ? Thế cho nên là lúc đó thì cái âm mà người ta có cái khái niệm là âm Ơ này, đó là người Việt Nam chúng ta viết ra cái lý thuyết này để tạo điều kiện dễ cho người Việt Nam học cái cách phát âm. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nói là хорошо, хорошо. Và chúng ta sẽ có hai cái ví dụ của một em bé người Nga nói.
Хорошо. 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 Và cùng một người phụ nữ Nga nói, các bạn sẽ nghe ngay dưới đây. Хорошо. 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 Qua ví dụ này chúng ta vẫn thấy là bản thân người Nga người ta vẫn đọc là A. Хорошо. 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 Tiếp theo là chúng ta sẽ có từ thứ hai. Đây là chúng ta đã xem xong từ хорошо rồi. Đó, chúng ta để nó sang đây. Bây giờ chúng ta sẽ có từ thứ hai, từ молоко. Молоко thì cũng tương tự như vậy, đúng không ạ? Молоко giống hệt cái từ хорошо. Молоко chúng ta sẽ nói là молоко. Молоко. Đó. Thì đối với cái âm ơ này trên thực tế thì nó cũng không có gì là phức tạp lắm. Đó, cho nên cái từ молоко này nó giống từ хорошо. Chúng ta sẽ để nó sang đây. Đó. À, bây giờ chúng ta sẽ nếu như ở đây là chúng ta đã có ba cái vị trí này rồi thì chúng ta sẽ lấy một cái từ để chúng ta có một cái vị trí thứ tư. Đó là từ optum. Optum. Đó. Ở đây thì chúng ta có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, optum. À, chúng ta đây. Optum. Thế và đây là âm tiết đứng sau trọng âm. Lúc này chúng ta có âm tiết đứng trước trọng âm và đứng cách xa trước trọng âm. Và bây giờ chúng ta có âm tiết đứng sau trọng âm thì chúng ta đặt nó là vị trí thứ tư. À, trong trường hợp như thế này thì vị trí này nó sẽ đọc là ơ. À, đây không còn a nữa. Đây không còn a nữa. Chúng ta sẽ đọc là ộp tầm. Từ này các bạn buôn bán ở Nga nói rất nhiều, đúng không ạ? Các bạn nói là ộp. À, chúng ta hay nói là ộp. Nhưng mà các bạn không phát âm chữ p này. À, người ta phải phát âm là ộp tầm, ộp tầm, ộp tầm. Đó, bây giờ các bạn nghe người Nga nói như thế nào. Оптом, 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 оптом. Bây giờ chúng ta sẽ sang một từ khác. Chúng ta có từ это. Cũng tương tự như vậy. Это. 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 À, ở đây thì trọng âm sẽ rơi vào đây. Và ở đây sẽ là cái âm tiết đứng sau trọng âm. Thì nó cũng sẽ được đọc là ơ. À, ở đây nó không đọc là ô nữa đúng không ạ? À, chúng ta sẽ đặt cái này đi. Nó đọc là ê-tờ. À, vậy thì âm ô đứng ngay sau trọng âm hay là đứng sau trọng âm, nói chung là đứng sau trọng âm, là nó được đọc là ơ. Ê-tờ. Ê-tờ. Đó. À, tiếp theo tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác mà nó gần tương tự như thế này. À, chúng ta để từ ê-tờ sang đây. Chúng ta lấy từ chúng ta có từ này. À, từ này thì nó trên thực tế người ngay bản thân người Nga người ta cũng đọc khác nhau. Trước hết chúng ta hiểu cái từ фото. Фото là một cái từ mà ngoại lai, thực chất nó không phải là cái từ của Nga, cho nên là rất nhiều người Nga đọc nó là фото. À, đều đọc là фото. Đều là ô hết. Đó, đọc là фото. Фото. Thế nhưng mà theo lý thuyết thì đây là vị trí thứ nhất và đây là vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai ngay sau trọng âm thì phải đọc là ơ. À, về nguyên tắc đây nó phải đọc là ơ. Về nguyên tắc thì đây phải đọc là ơ. Thế nhưng mà ngay bản thân người Nga thì cũng có người đọc là фото. Ví dụ chúng ta nói фотография. Фотография. Chúng ta có từ này. Chúng ta sẽ đọc là фотография. À, trọng âm của nó sẽ rơi vào đây. Đó. Фотография. Chúng ta thấy là trong cái cách đọc như tôi thường đọc chẳng hạn thì tôi sẽ đọc nhiều quá đi, đọc là фотография. Фотография. Vậy trong từ фотография, theo lý thuyết thì cái âm tiết thứ hai, ồ, thứ hai là nó đứng ngay trước trọng âm, đáng ra nó phải đọc là ta chứ, đúng không ạ? Nhưng mà không ai đọc là фотография cả, đúng không ạ? À, 100% luôn là không ai đọc là фотография, mà người ta đọc là фотография.
hoặc là người ta đọc luôn là photografia. Vậy thì ở đây chỉ có hai phương án đọc, hoặc là photografia hoặc là photografia. Theo lý thuyết thì ta phải đọc là photographia. Bởi vì sao ạ? Là có âm tiết đứng ngay trước trọng âm đọc là A, và đứng trước nữa thì lại đọc là Ơ. Vậy chúng ta phải là photographia. Nhưng trên thực tế thì chẳng ai đọc như vậy cả. Vậy thì cái lý thuyết và cái thực tế là nó khác nhau rất nhiều. Bởi vì sao? Đây là một từ ngoại lai và nó được ghép vào một cái gốc từ tiếng Nga để nó tạo thành một cái từ tiếng Nga, có nghĩa là một bức ảnh. Photo, photo, photo. Thế như vậy chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm là mỗi một cái cách phát âm của một cái từ nào đó thì nó sẽ có những cái phương án phát âm khác nhau mà người Nga người ta chấp nhận được. Nhưng mà về nguyên tắc, theo lý thuyết, tức là các thầy cô giáo được học, thì các thầy cô giáo mà dạy chúng ta đó là những người mà người ta học đại học sư phạm ngoại ngữ. Không những người ta học ngoại ngữ chuyên sâu mà người ta còn học đại học sư phạm ngoại ngữ, học có kiến thức sư phạm nữa để người ta biết cái cách truyền đạt kiến thức cho các bạn. Ngay bản thân tôi cũng là tốt nghiệp đại học sư phạm ngoại ngữ ra. Thế và trong cái thời gian mà sinh sống ở nước ngoài, tức là một trong những nước cộng hòa của Liên Xô cũ, thì chúng tôi cũng hay giao lưu cùng với những cái bạn sinh viên mà học ở các trường không chuyên ngành ngoại ngữ, không chuyên ngành ngôn ngữ, mà các bạn ấy học là ví dụ như là học về hàng hải này, hoặc là các bạn học về hàng không này, hoặc là các bạn học về những cái chuyên ngành công nghiệp khác đó, thì những cái bạn đó trong cái cách nói của các bạn là các bạn có thể nói một cách chân thành là các bạn nói kém hơn dân ngoại ngữ. Bởi vì sao? Chúng tôi là những người được học chuyên ngành ngoại ngữ. Trên thực tế thì những bạn đó vẫn học và vẫn tốt nghiệp, và lẽ gì người ta vẫn làm tốt công việc của người ta, nhưng mà người ta nói những ngôn ngữ nó ở trong cái mức độ mà cần thiết thôi. Thế còn ví dụ như dân ngoại ngữ thì người ta sẽ nói trong cái mức độ là chuẩn cao hơn. Bởi vì sao? Người ta được học chuyên sâu về ngoại ngữ, đó là cái lẽ tất nhiên thôi, đúng không ạ? Thì vừa rồi chúng ta đã xem xong nguyên âm O, bây giờ chúng ta sẽ sang nguyên âm A. Chúng ta sẽ có từ mà tôi thấy các bạn là tranh cãi nhau về vấn đề này trong một cái bài giảng của một cô giáo ở trên một cái kênh khác. Ở đây chúng ta có từ karandash. Karandash thì trọng âm nó rơi vào đây. Karandash trọng âm rơi vào đây. Ở đây chúng ta lại nhìn thấy là cái từ này cũng có ba vị trí của trọng âm. Vị trí thứ nhất là vị trí rơi vào, có âm tiết rơi vào. Vị trí thứ hai là vị trí mà đứng trước trọng âm. Và vị trí thứ ba là vị trí đứng trước cái âm tiết, đứng trước trọng âm, tức là đứng xa hơn một chút. Đó. Trong trường hợp này thì nó cũng tuân theo cái luật phát âm của Nga. Đó là chúng ta sẽ nói là k ran dash. Karandash. Ở đây các bạn tranh cãi với nhau rằng là cái âm tiết này không bao giờ nói là ơ. Thế thì xin nói với các bạn như thế này. Các bạn là không được học về chuyên ngữ. Các bạn không được học lý thuyết về phát âm. Cho nên là các bạn nhìn thấy đây là chữ A thì các bạn sẽ nói là karandash. Tương tự như cái từ magazine. Chúng ta có từ magazine. Các bạn nghe thấy ngay tôi nói là magazine. Tôi nói là magazine. Đó. Tất nhiên là tôi nói nó rất nhanh, là tôi không nói hẳn là magazine, mà tôi nói là magazine. Có cảm tưởng như là hơi A một chút và hơi Ơ một chút, đúng không ạ? Thì trong trường hợp như thế này thì ở đây cái từ thứ hai này, đây là chúng ta sẽ phát âm là A. Đó. Đây sẽ phát âm là A và đây sẽ phát âm là Ơ. Đó. Thì theo lý thuyết là các bạn thấy rằng là theo lý thuyết đây trọng âm sẽ rơi vào đây, trọng âm rơi vào âm tiết dưới này. Đó. Magazine. Đó. Thì ở đây về nguyên tắc âm tiết A đứng ngay trước trọng âm sẽ được gọi là A. Thì không ai phản đối rồi, đúng không ạ? Chỉ còn có cái âm tiết A thứ hai mà nó đứng trước cái âm tiết đứng ngay trước trọng âm, tức là đứng ở vị trí thứ hai trước trọng âm. Thì trong những trường hợp như thế này nó sẽ bị nhược hóa. Trên thực tế khi mà nó bị nhược hóa thì nó sẽ, cái âm A này nó phát âm rất ngắn đi.
rất ngắn đi và nó có cảm tưởng như là nó phát âm thành âm ơ. Nhưng trên thực tế thì nó vẫn nửa ơ và nửa a, chứ hoàn toàn nó không phải là ơ. Nếu tất cả các bạn đi sang lao động và đi bán hàng, không có một ai đọc là magazine cả, các bạn đều nói là magazine. Bởi vì sao? Các bạn nhìn thấy cái chữ này là nó viết là a, các bạn đọc là magazine. Trên thực tế các bạn đọc như thế là sai, có thể nói thẳng luôn là sai, bởi vì đó là cái accent của người Việt Nam. Người Việt Nam nói như thế là nó, người ta phát hiện ra ngay đó là cái accent, nó rõ ràng. Bởi vì sao? Các bạn phát những cái âm này nó có độ mạnh ngang bằng như nhau. Magazine, các bạn nói là magazine. Trên thực tế người ta phải nói cái âm này và âm này nó ngắn hơn, chỉ bằng 1/2 cái âm này thôi. Người ta sẽ nói là magazine. Magazine. Thế vậy thì ngay tôi phát âm thì nó cũng là gần như là magazine. Nhưng bây giờ đề nghị các bạn nghe người Nga chính gốc nói câu này nhé. Các bạn sẽ thấy người ta nói sang âm A nhiều hơn. Tất nhiên là nó cũng bị nhược hóa đi nhiều, thế nhưng mà nó vẫn hơi lái sang A nhiều hơn. Cho nên là các bạn có cảm tưởng như là người ta phát âm đó là chữ A, nhưng trên thực tế thì nó không phải là một chữ A trọn vẹn, mà nó bị nhược hóa đi rất nhiều. Và người Việt Nam chúng ta khi viết lý thuyết thì người ta viết là cái âm đó người ta sẽ nói là âm ơ. Vậy thì trong hai trường hợp, hai bạn, một bạn sẽ nói là magazine và một bạn sẽ nói là magazine, thì bạn nào sẽ được người Nga công nhận là nói tốt hơn? Lẽ dĩ nhiên là bạn nào nói cái âm này nhược thành cái âm hơi sang ơ thì bạn đó sẽ được công nhận là người đó nói tốt hơn. Các bạn lưu ý như vậy nhé. Thì vậy thì ở đây chúng ta có một cái vấn đề tranh cãi là đây là karandash hay là magazine, và hoặc là karandash hay là magazine. Thì ở đây trong trường hợp thứ hai nó là karandash magazine, đó như vậy thì mới là đúng. Bây giờ chúng ta tham khảo một em bé người Nga nói và một người phụ nữ Nga nói những cái từ này. Magazine, 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 magazine. Qua ví dụ này chúng ta vẫn thấy là bản thân người Nga người ta vẫn đọc là a. Magazine, 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 magazine. Hay là trên thực tế thì cũng hơi nhiều hóa đi một chút, tại chúng ta vẫn thấy là luyến sang âm a nhiều hơn. Vừa rồi là chúng ta nghe một em bé người Nga nói và một người Nga nói, nhưng mà tôi xin tính chính luôn, đó là những người Nga không phải là Nga thuần gốc Nga, mà những người Nga có thể họ sống ở những nước Cộng Hòa, họ đã có những cái accent khác nhau, tức là họ nói có những cách nói khác nhau. Vậy thì cái chuẩn ngôn ngữ của Nga, chúng ta phải dựa vào cái chuẩn ngôn ngữ của cái người Nga chính gốc và dựa trên cái cơ sở lý thuyết mà người Nga đã viết ra, tổng hợp ra là cái những cái nguyên tắc phát âm. Một trong những cái nguyên tắc phát âm khá chuẩn đó là phát âm trong cái Google Translate, tức là cái bản Google dịch, mình cứ gọi Google dịch. Cái phát âm ở trong Google dịch đó là một phát âm khá chuẩn. Tất nhiên là nó dịch từng câu cho chúng ta thì nó dịch kém, nhưng mà nó phát âm thì theo tôi là nó phát âm khá chuẩn. Cho nên các bạn mời các bạn nghe cái cách phát âm ở trong Google dịch của chúng ta như thế nào. Grandas, 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 grandas. Фото, 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 фото. Это, это, это. Фотомагазин, 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 фотомагазин. Магазин, 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 магазин. Мама, мама, мама. Папа, папа, папа. Дама, дама, дама. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái từ nữa mà các bạn cũng nghe rất lạ tai và gây tranh cãi. Các bạn thực chất ra thì có một số bạn là cũng trao đổi với tôi qua mạng xã hội. Chúng ta có từ mà mà. Papa và mà mà. Vậy thì chúng ta phát âm hai từ này như thế nào? Lẽ dĩ nhiên, đối với người Việt Nam chúng ta nhìn thấy đây là có chữ A, đúng không ạ? Mà mà. Chúng ta nói là mà mà. Nhưng trên thực tế thì cái chữ âm A thứ hai này nó sẽ bị nhược hóa đi. Nhưng mà nó không nhược hóa đi đến nỗi mà để nó thành chữ ơ được. Đó. Nếu mà nói ma mờ thì là sai luôn, đúng không ạ?
Nhưng mà trên lý thuyết thì người ta nói như thế để cho người ta muốn nhấn mạnh rằng là cái âm đó là nó được nhược hóa đi, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó không nhược hóa đi đến cái mức độ mà để nó trở thành hẳn cái chữ ơ. Cho nên là các bạn lưu ý là khi các bạn nói cái âm thứ hai này thì nó sẽ nằm giữa a và giữa ơ. Đó là cái âm mà người Việt Nam chúng ta không có, nên chúng ta chỉ có thể là nghe được thôi. Thế còn trong trường hợp như thế thì chúng ta làm thế nào để chúng ta nói đúng được? Đối với trẻ con thì nó nói đúng luôn. Bởi vì sao? Nó nghe được hết những cái âm đó. Tại sao các bạn ngạc nhiên trẻ con nó nói nhanh thế? Bởi vì nó nghe được hết. Các bạn có nghe được đâu? Các bạn năm nay 24, 25, 26 hoặc 30, thậm chí có bạn đến 35 tuổi có thể hơn, có thể là hơn rồi. Các bạn không nghe được hết các âm vực đâu, không thể nghe bằng trẻ con được. Cho nên là các bạn phải cố gắng nghe và luyện. Và tốt nhất là các bạn cũng nên để cái ý kiến riêng của mình nó lui lại một chút và cố gắng là nghe cái vấn đề lý thuyết về phát âm. Những người ta đã viết dưới lý thuyết là những người ta đã được tổng kết, người ta đọc rất nhiều các loại sách và người ta đã được thực hành rất nhiều, thực hành hơn chúng ta rất nhiều, có thể đến vài chục năm luôn ấy. Đó, thì với những người đó thì chúng ta nên cố gắng lắng nghe xem là người ta giúp chúng ta trong cái lý thuyết phát âm nó như thế nào. Thế trong trường hợp như này chẳng hạn, trong trường hợp như này thì cô giáo có thể nói là chúng ta sẽ phát âm là ma mờ. Về theo lý thuyết thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà trên thực tế thì người ta không bao giờ người ta nói ma mờ, mà. Thế vậy thì cái âm thứ hai này nó ở đâu ra vậy? Đó. Thế vậy thì cái âm thứ hai chúng ta có thể là biểu diễn nó ở cái dạng như thế này nhé. Cái âm đó thì nó sẽ ở cái dạng là như thế này. Đó, nó chính xác. Cái âm đó nó sẽ là cái dạng như thế này, giữa a và ơ. Và hơi thiên sang a hơn một chút. Đó. Nói như thế để chúng ta hiểu. Đây ạ. Đó. Giữa a và ơ. Nó hoàn toàn không phải là ơ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn là a, mà nó giữa a và ơ. Vậy thì nói như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó thoải mái hơn. Nhưng nếu mà bạn nào mà nói ma là hoàn toàn sai luôn. Bởi vì sao? Là các bạn nói không nhược hóa. Tức là hai âm này các bạn phát âm giống nhau. Các bạn phải phát âm để làm sao mà âm thứ nhất có độ dài bằng 10 chẳng hạn, thì âm thứ hai chỉ có độ dài bằng 5 thôi, tức là bằng nửa thôi. Đó, nói như thế các bạn sẽ hiểu. Mama. Chúng ta sẽ nói mama. Các bạn nghe thấy tôi nói thì gần như là ma mơ thật rồi, đúng không ạ? Nhưng mà không phải là mơ, mà là giữa ơ và a. Mama. Tương tự như vậy, từ papa. Papa là nó cũng bị nhiều hóa đi và cũng sẽ có cái âm phát đúng như vậy, đúng không ạ? Nó không phải là ơ ở đây, đúng không ạ? Mà nó sẽ là âm a và hơi sang ơ một chút, đúng không ạ? Thiên về a vẫn là nhiều hơn, nhưng mà vẫn có ơ. Có nghĩa là gì ạ? Là nó đã bị nhược hóa đi rồi, đúng không ạ? Đó thì bây giờ tôi sẽ có một cái ví dụ khác cho các bạn. Mama, 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 papa, 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 mama, papa, mama, papa, mama, papa. Để các bạn thấy rằng là rất nhiều các bạn đang nói tiếng Nga hiện nay mà nó có cái sai của nó. Ví dụ tôi có từ, đây là tôi lấy một cái động từ bất kỳ trong cái bài học của tôi, nó đang có sẵn ở đây. Ví dụ tôi có từ делать. Делать. Các bạn thấy tôi nói là делать. Делать. Tôi nói là делать. Đúng không? Tôi không nói là делать. Tôi không thể nói là делать được. Tôi nói делать thì là tôi phải cố gắng lắm tôi mới nói được. Đó, bởi vì sao? Nếu mà nó là a mà các bạn nói, rất nhiều các bạn học sinh, các bạn sang du lịch hoặc là sang làm công tác buôn bán vân vân thì các bạn nói là делать. Các bạn nói hơi bị siêu đấy. Nhưng mà tôi nói thì tôi không nói được như thế. Bởi vì sao? Tôi nhấn đến trọng âm ở đây rồi thì theo thói quen ở bên này nó sẽ lại bị nhược hóa đi. Делать. Và có thể nói là gần như là делать. Делать. Đó, bởi vì sao? Là động từ này động từ làm, đúng không ạ? Делать, я делаю. Я делаю. Tôi không nói là делаю. Tôi không thể nói cái từ đó được. Cực kỳ khó nói luôn. Я делаю, đúng không ạ? Đây, я делаю. Делаю. Cũng không phải là a, nhưng cũng không phải là ơ. Mà là ở giữa a và ơ. Đó, cho nên là có nghĩa là gì ạ? Âm tiết a này nó đứng sau trọng âm, nó bị nhược hóa đi và người ta sẽ nói делать. Делать. Я делаю, ты делаешь, он делает, мы делаем, вы делаете, они делают. Thế vậy thì nó vẫn có hơi thiên A một chút, nhưng mà trên thực tế thì nó không phải chữ A trọn vẹn nữa, đúng không ạ?
Đó là một cái ví dụ rất cụ thể. Tiếp theo thì tôi sẽ cho các bạn từ này. Từ này. Từ này là từ sakhar. Sakhar. À, 100% các bạn sẽ nói sakhar. Đúng không ạ? Sakhar. À, nó là đường đúng không ạ? Tất cả các bạn đi mua đường đều nói là sakhar. Nhưng trên thực tế của nó ở đây là sakhar. À, bởi vì sao? Nó là cái âm tiết đứng sau trọng âm. Các bạn nghe thấy hơi ngạc nhiên đúng không ạ? Các bạn sẽ bảo là chẳng có ai nói như thế cả. Đúng thế thật. Bởi vì có thể nói là chẳng có ai trong các bạn các bạn Việt Nam sang đi làm những cái công việc kinh doanh buôn bán, hoặc là các bạn đi du lịch, hoặc là đi sang người chơi, các bạn đều nói sakhar hết đúng không ạ? Bởi vì sao? Các bạn thấy đây là chữ A, các bạn phát âm đó là A. Nhưng trên thực tế thì người Nga phát âm là người ta nói sakhar. 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 Nó không phải là ơ hẳn, nhưng cũng không phải là A hẳn. Nó là giữa A và ơ, đúng không ạ? Vậy thì nó phải là cái âm tiết này mới là đúng này. Đó, âm tiết này. Sakhar. Đó, nói như thế nhé. Nó không phải là A đâu nhé. Đúng không ạ? Sakhar. 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 Thế vậy thì trong cái phần này thì tôi đã giải thích để các bạn hiểu về lý thuyết cũng như là về thực tế phát âm mà các bạn thường gặp ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta còn một cái từ nữa. Cái từ nữa đó là cái từ krivetki. Krivetki. Thì ở đây chúng ta thấy âm tiết nó rơi vào đây. Âm tiết rơi đây, dính chặt. Đó. Krivetki. À, ở đây chúng ta nhìn thấy cái vị trí thứ hai, đó là vị trí ngay đứng trước trọng âm. Vị trí ngay đứng trước trọng âm. Thì chỗ này là nó bị nhược hóa đi. Ye. Ye ở đây nó bị nhược hóa đi. Và nó trở thành là âm. Nó trở thành là âm y. Ở đây nó trở thành âm y. Nhưng nó cũng không phải y hẳn, mà nó lại giữa y và e. Đó, nó như vậy để các bạn hiểu nhé. Giữa y và e. Ở đây, hơi y e sang một chút. Đây, ta có âm này. Đó. Nó như thế này để các bạn hiểu rằng là nó cái âm tiết ở bên dưới này đọc là krivetki. Krivetki. Các bạn nghe thấy tôi phát âm cũng không rằng tôi không nói là krivetki, nhưng tôi cũng không nói là krivetki, tôi nói krivetki. Có nghĩa là gì ạ? Nó là giữa y và e, hơi y một chút và hơi e một chút. Cho nên là rất nhiều người Nga người ta không viết là krivetki, mà người ta viết là những người mà người ta về gọi là hơi không thông thạo lắm về cái kiến thức ngôn ngữ ấy, người ta sẽ nói là krivetki. Rất nhiều người, tôi bảo đảm với các bạn là trong 20 người thế nào bạn tìm được người biết krivetki. Không tin là các bạn, một số bạn bán hàng ngoài chợ ấy, các bạn cứ cầm cái tờ giấy, cái bút đi nhờ những cái cô bán hàng đấy bảo các cô viết cho. Các bạn cứ đem con tôm xong hỏi họ xem là họ viết là như thế nào. Sẽ rất nhiều viết là krivetki. Rất nhiều người viết như vậy. Rất nhiều người viết là krivetki. Bởi vì sao? Trong cái cách đọc người ta đọc là krivetki. À, hơi sang y nhiều hơn đúng không ạ? Cho nên người ta viết là như vậy, nhưng trên thực tế nó phải là yeah. Thế vậy thì trong cái cách phát âm thì chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều những cái cách phát âm của bản thân người Nga nó cũng khác nhau, nhưng nó không phải là cái chuẩn mực. Chuẩn mực đó là những cái người ta đã tổng kết ở trong các sách dạy ngữ âm, và chuẩn mực đối với các thầy cô giáo dạy đó là những người người ta được học hành chuyên sâu hơn về kiến thức ngữ âm, kiến thức ngôn ngữ, và người ta có tốt nghiệp ở các trường đại học sư phạm về ngôn ngữ, đại học sư phạm ngoại ngữ, nói theo tiếng Việt chúng ta là như vậy đúng không ạ? Và người ta có cái cách truyền đạt của người ta một cách rất là chính xác, và đã được tổng hợp từ rất nhiều những cái nguồn sách vở khác nhau, và do những cái nhà nghiên cứu ngôn ngữ người ta tổng hợp nên. Như vậy thì chúng ta cũng nên tôn trọng những cái ý kiến của các thầy cô giáo dạy các bạn. Tất nhiên là trong phát âm thì cũng thể còn có vấn đề này vấn đề khác, bởi vì chúng ta là người Việt Nam, mặc dù là tôi nói tiếng Nga từ năm tôi lên 9 tuổi, cho đến thời điểm này thì tôi đã nói tiếng Nga cũng khoảng vài chục năm rồi. Tuy vậy thì mình cũng không phải là người bản ngữ, cho nên là cũng có nhiều từ mà mình phát âm được nó chưa hay. Có nhiều cái âm mà tôi phát nó cũng chưa được chuẩn lắm, cho nên là các bạn cũng thông cảm. Và các thầy cô giáo dạy thì cũng có thể là có những cái chỗ này chỗ kia nói nó chưa được chính xác. Thì tôi cũng mong các bạn thông cảm, và chúng ta cố gắng để làm sao mà học chọn lọc lấy cái kiến thức hay để cho mình, chứ còn
không có ai có thể hoàn hảo được, đúng không ạ? Nhưng cái quan trọng nhất là cái kiến thức truyền đạt là nó nhuần nhuyễn và nó được chọn lọc một cách kỹ lưỡng để làm sao mà các bạn có thể là tiếp thu được. Tóm lại là cái ý kiến của tôi riêng về cái hiện tượng nhiễm hóa nguyên âm ngày hôm nay nó là như vậy. Vậy nhé, thì chúc cho các bạn là học tốt và có nhiều thành công trong việc học tiếng Anh.